Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin kính chúc tất cả quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn vào bếp có một cái món rất là lạ. Hôm nay vừa thử cái món hải sản này với cái nồi chiên không dầu mà mới vừa mua được, để xem coi giữa cái nồi chiên không dầu với những cái thức ăn mà mình nướng hoặc là mình làm những cái hấp xả chẳng hạn, xem coi thức ăn nào mà ngon hơn thì mai mốt mình sẽ làm những món đó. Lâu lắm rồi không có dịp mà quay, thì Phương Văn chia sẻ đôi khi là trong cái cuộc sống đời thường thôi, mong quý vị khán giả ủng hộ. Rồi Phương Văn sẽ rửa những cái con này. Cái con này gọi là con sò sữa, còn cái này là con sò vẹo. Thì hôm nay thử trong cái nồi chiên không dầu nó ra làm sao. Nhưng mà cái này là rửa xong rồi mình hấp cho nó há cái miệng ra, sau đó mới là thực ra mấy con này nó cũng sạch rồi, nó cũng sạch, người ta rửa nó cũng sạch hết. Rồi mình chỉ rửa lại để mình hấp vô cái nồi thôi, rồi sau đó là mình bỏ hầm, mở tỏi rồi vô, rồi mình sẽ cho vô cái nồi chiên không dầu để thử về hôm nay như thế nào. Đó, vậy là sữa sạch sẽ rồi. Cái này là 1 kg luôn, tại vì ở đây là có 3 con sò sữa, ăn thử để so sánh giữa con sò vẹo này với con sò sữa coi con nào ngon hơn. Rồi bây giờ bắt đầu bỏ vô son hấp. Và ở đây thì khi mà hấp thì bỏ sả rồi vô. Thử rồi cái này. Đó, con này to bỏ dưới. Đó, 3 con này. Đây làm thử 1 kg này. Rồi đổ tí nước. Nhưng mà cái này nó cũng có nước rồi chứ cũng không còn đổ nhiều. Rồi bây giờ bỏ lên hấp. Còn cái này là Phương Văn làm mỡ hành xong rồi, để một tí bỏ vô. Đó. Giờ để coi hấp khoảng chừng nào nó há cái miệng ra thì lúc đó lấy ra rồi bỏ vô cái nồi chiên không dầu. Rồi giờ dở ra xem kiểm tra như thế nào. Mấy hôm nay Phương Văn bị đau họng quá. Thôi được rồi. Bây giờ nó đã há miệng như thế này rồi. Bây giờ dở ra để bỏ vô cái lọ hành nước. Ok, giờ cái công đoạn là tách cái này ra, chỉ lấy cái ruột này thôi, cái ruột này bỏ mỡ tỏi vô. Ok, rồi sau khi nãy giờ hì hục là tách từng con ra, ở đây là Phương Văn bộ dồn lại, tại vì cái vỉ này nó không có đủ, cho nên dồn 2-3 con lại trong cái ruột đó, trong một con, và nhìn cũng thấy hấp dẫn hen. Đó, cái dĩa này nè, để nướng vô, bỏ vô cái lò chiên không dầu. Đây là cái nồi chiên không dầu của Phương Văn. Cái này, để ra nha. Đây cái nồi chiên không dầu nè. Đó, hổm gậy nướng thịt, nướng gà rồi cũng nhiều thứ rồi. Bữa nay làm cái món nướng này. Và có cái dĩa nướng này. Đó, mình có cái dĩa nướng này nè. Khi mà mình nướng xong rồi thì nó không có ảnh hưởng cho tới phía bên trong. Tại vì dầu mỡ rồi á, có thể là nó chảy ra. Mình bỏ vô đây cho nó sạch sẽ. Khi mà mình các mẹ nội trợ cũng lau chùi cho dễ. Đó. Rồi bây giờ Phương Quang bỏ vô cái lò nướng này. Cái lò nướng này nó tiện lợi lắm mọi người ơi. Phải nói là khi mình sử dụng á, ví dụ như nướng thịt, nướng gà, nướng cá gì nè, bỏ trong mấy phút. Rồi bây giờ bắt đầu bật nút nguồn lên. Ở đây nó có nhiều chế độ, nhưng mà thôi chọn chế độ nướng này đi. Đó, nướng gà đi. Rồi mình chọn bao nhiêu phút? Chắc là 9-10 phút thôi, 9-10 phút thôi chứ không nữa. Rồi bắt đầu. Đó, ở đây là cái máy này nó có nhiều chức năng. Đó, bắt đầu nghe cái tiếng âm thanh lên đó. Tùy theo mình chọn. Ví dụ nướng thịt á, Phương Văn thường là nướng 15 phút. 15 phút rồi đem ra là nướng sườn đó, sườn non cho nhóc nó ăn. Đó. Rồi ở đây có nhiều chế độ lắm, nào là gà, nào cá, nào thịt, vân vân. Đó, có nhiều chế độ để mình chọn. Nếu mình chọn cái nào phù hợp mình thì mình nướng thôi. Thường thì các mẹ nội trợ có thể là sử dụng nồi chiên không dầu bây giờ rất là hiện đại,
khi mà chúng ta chiên á, thì chúng ta cảm thấy là giống như cái này thực ra nó chiên không dầu á, nó là nướng nó quý vị khán giả, nó nướng ở trong cái lò này nè. Đó, tại vì khi mà ướp thịt đồ, ướp sườn rồi đó, xong xuôi hết rồi bỏ vô đó trong cái giấy bạc đó, rồi nướng, nướng là đem ra ăn rất là ngon luôn. Đó, bây giờ mình chờ, bây giờ 10 phút rồi, giờ mình chờ hết 10 phút lấy ra như thế nào. Rồi, bây giờ sau 10 phút thì cái máy này tắt, bây giờ kiểm tra thử nha. Kiểm tra thử. Đó, wow, wow, trời ơi, ngon quá, quá ngon, quá tuyệt vời. Như vậy thì bây giờ là sau khi là 10 phút thì đây là lần đầu tiên mà nướng, lần đầu tiên là nướng cái con sò này với con sò sữa này, cho nên là không biết cái độ canh là bao nhiêu, nhưng mà khi mà ra thấy là ok rồi đó, thấy là 10 phút là nó vừa vàng rồi, chín và thơm như thế này đó. Quý vị khán giả thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái bạc này nè, cái chảo bạc này thì nó rất là tiện lợi luôn. Tại vì khi cái chảo bạc này bỏ vô đây là nó không có dính. Ví dụ như là có chảy mỡ dầu ra thì nó cũng không dính ở dưới cái vỉ nướng này. Cho nên là rất là tiện lợi và sạch sẽ nữa. Khi mình ăn xong là có thể mình bỏ cái này bỏ luôn, chứ không cần lau chùi lại. Cho nên là quá tốt luôn á. Rồi bây giờ thử coi nó ngon như thế nào. Đây là cái nồi chiên không dầu mà mua cái này 1 triệu mấy nha. Cái nồi chiên không dầu này ở phía bên trong, để quay thử nha. Ở phía bên trong nó rất là rộng, nó rất là rộng luôn. Khi mà bỏ vô nguyên cái nướng này, nếu như mà khi chúng ta chiên dầu, chiên gà thì chúng ta phải lật hai mặt. Có ví dụ như là mình canh là 10 phút, 15 phút gì đó thì mình phải chở mặt thứ hai. Chứ nó mặt trên nó chín nhưng mà mặt dưới thì nó còn trắng, nó không có, nó chín nhưng mà nó không có vàng, nó thành ra không có ngon. Đó, cái nồi chiên này thực sự ra là rất là thích luôn, nhưng mà nó cộng cờn, nó bự chà bá luôn à. Nó rất là cộng cờn. Đó, sau khi mà được như thế này rồi thì quá ngon. Bây giờ thử một con coi cái cảm nhận cái vị của nó như thế nào. Rồi, bây giờ đây nè, đây là này nó nóng dữ lắm không dám ấy lên. Đó. Ở đây là 3-4 con bỏ vô. Đó. Sau khi mở hành. Bây giờ Phương Văn xin phép nếm thử coi gây cảm nhận như thế nào. Xin phép quý vị khán giả. Xin lỗi, vừa nhai xong rồi. Cảm nhận là quá tuyệt vời, là do bây giờ cái con, chính cái bản thân con sò, con này nè, con sò vẹo với con sò sữa này nè, ở trong ruột nó đã mặn rồi. Cho nên khi mà mình làm mỡ hành á, làm mỡ hành thôi, nếu như mình có thêm bỏ một chút bột nêm vô, bột nêm thôi nha, hoặc là bột ngọt đó, chứ bản thân có con sò này nó đã mặn rồi, cho nên là chúng ta không có cần thêm bỏ thêm. Bây giờ nó cũng có hơi vị gọi là đậm đà hơn một chút đó ha. Đó, nhưng mà rất là ngon, nó thơm cũng như giống như mình nướng vậy đó. Và sau khi có mỡ hành vô thì làm cho cái món ăn này nó rất là tuyệt vời. Như vậy thì mưa mốt mà chúng ta có dịp mà nướng như thế này nè, đó, đây là 2-3 con bỏ vô miếng đó. Còn nếu mà mưa mốt mà nướng á thì chắc có lẽ là bỏ luôn cái vỏ này ra, trộn hết vô trong cái miếng bạc này nè. Cái con này là con sò sữa, cũng 2 con bỏ vô 1 con này, rất là tuyệt vời luôn. Rồi Phương Văn xin phép tất cả quý vị khán giả, xin hẹn gặp lại video sau.